Cái sự này bao giờ cô nhìn nhỉ, nó treo ảnh của cháu lên kia để nó đấm này, đấm suốt từ sáng giờ đấy. Ở nhà cháu cứ thấy đau đầu. Thôi xin anh, cơm anh qua ngoắt nó vừa chứ đấm ở cái ảnh mà lại đau đầu, không nó vừa thôi đấy. Cái trò này lại ông Dần đây. Bác, nhưng mà bác Dần dạy cháu là bởi vì là thằng này nó hay khó chịu về cái việc là cháu chở em Tâm đi làm. Thế nên là bác Dần mới dạy cháu vài miếng võ để nó không bắt nạt cháu nữa. Đến chịu hai anh đấy, suốt ngày đánh nhau vì mấy cái chuyện linh ta linh tinh. Thôi, dì ơi, về trước đây ạ. Tâm ơi, thì em lại đi đâu đấy? Đi đâu? Nó về nhà nấu cơm chứ đi đâu. Úi dồi, trông kìa, hóng kìa, hớn kìa, ưỡi giời ơi. Này, tôi nói cho hai anh biết nhá. Cái tình yêu ấy, nó không phải là chỉ là giằng co kéo giật xong rồi là đấm đánh nhau và thâm tím mặt mày như thế này đâu nhá. Mà cái tình yêu ấy là nhá, nó phải xuất phát từ con tim, nghe chưa? Mà này, cô Tình ấy là ghét nhất ý, là cái trò nhá, đánh nhau tranh giành vì một người con gái. Này, cái trò đấy là trẻ trâu, bọn con gái nó không thích đâu. Bây giờ ấy, thời buổi này ấy, con gái họ thích này, thanh niên này chịu khó làm ăn này, tử tế này, đạo đức này, công ăn việc làm đàng hoàng. Thì cháu vẫn chăm chỉ làm lụng tất cả các thứ rồi. Cháu thế, cháu nhà chăm chỉ, ai chăm chỉ nữa. Vâng, quan trọng phải là trở thành người tử tế. Chứ cái mấy cái trò trẻ trâu mà sợ sĩ diện xong là giành giật kiểu đấy là không có được. Nhưng mà gì thật này nó ngứa mắt, ngứa cả mũi, người cái hôi dình. Thôi, hôi dình kệ đó, đấy là việc của nó không liên quan. Bắt tay làm huề đi. Thôi rồi, cô Tình nói thế thì thôi, huề đi, làm hòa nhé. Làm huề đi. Chạy đây, bắt tay làm hòa đi, sao đâu. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Giữ ổn định cơ cấu tổ chức chính phủ là cần thiết. Huyện miền núi Quảng Trị chuyển đổi sản xuất hiệu quả vụ hè thu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội họp thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Báo cáo trước Quốc hội tại phiên họp sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và tập trung thực hiện mục tiêu kép. Để đạt các mục tiêu thì trước mắt giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa 15 là cần thiết, phù hợp. Trong phiên họp sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có một số vấn đề đáng chú ý như thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tiến hành tổng kết, nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định, việc sắp xếp và đổi tên một số bộ ngành cho phù hợp. Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm soát quyền lực, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo ra soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, gắn với việc giải quyết các vấn đề giao thoa của các bộ, cơ quan ngang bộ, ban hành quy chế phối hợp nhằm xác định rõ nội dung phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức